Dạ vâng, cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 106.3 FM trên chương trình Diễn đàn Tuổi Trẻ. Hôm nay là ngày Chủ nhật, mùng 4 tháng 12 năm 2022, tức là mới qua ăn lễ tạ ơn và chuẩn bị là sẽ đón lễ Giáng sinh. Xin lỗi các bạn, hôm nay là Khải vẫn còn đang bị cảm. Mới bị cảm hồi có lẽ đầu tuần, hôm thứ hai đi ra chỗ trung tâm y tế Đa khoa Bác sĩ Mạc Cồ Đào để lấy thuốc, cao máu thôi, nhưng mà cao áp huyết, nhưng mà có lẽ lần đầu tiên, thành ra các bạn thấy hôm nay phải đeo đeo mặt nạ lại. Thì hôm đó thì có lẽ là vì y nghĩ là vô pick cấp thuốc mà thấy anh Ngô Kỳ đang đậu xe ngay bên cạnh, thành ra cũng bị khớp, thành ra bất ngờ, thành ra cũng hốt hoảng, thành ra quên quên đeo mặt nạ. Thành ra không biết có phải là tại vì vô đó hay không, mà hôm thứ hai đi lấy thuốc thì thứ ba về là bắt đầu tối, thức dậy tự nhiên thấy cái cổ nó giống như nó rát, nó khô, giống như nó muốn giống như không còn giọt nước nào trong cổ họng mình á, nó chuẩn bị nó khô cổ mà nó không biết diễn tả làm sao. Tức là nó không có đau, nó không có rát, nhưng mà mình có cảm giác là giống như là muốn, xin lỗi các bạn, giống như muốn khạc, muốn làm gì đó mà không làm được. Tức là hoàn toàn nó khô, nó héo, cái kiểu như vậy á, giống như là không có nước, cái giống cổ họng mình nó không có nước kìa. Thì vài hôm sau thì có lúc thì mình uống nước đồ vô thì nó cũng đỡ đỡ lại được, nhưng mà sau đó thì là một hôm sau thì nó cũng đỡ đỡ chút đỉnh thôi. Nhưng mà nói chung là cái thì một hai hôm nay thì xin lỗi các bạn, nếu mà quý vị nào đang ăn uống hay là đang có gì thì Khải xin quý vị tắt máy, tại vì Khải vô tình phải nói cái chuyện liên quan đến cái tình trạng bệnh lý này kia. Thành ra một hai hôm nay nó mới bắt đầu nó có đờm rồi. Thật sự khi mà có đờm á thì mình cũng xin lỗi là một lần nữa nói chuyện hơi không có được lịch sự hay ho, thì khi mà khạc đờm được tí xíu thì nó cũng tỉnh tỉnh lên được chút đỉnh. Nhưng mà nói chung là thì sẵn đây thì mùa lễ Giáng sinh sắp đến. Nhất là Khải nghĩ là bây giờ là ra đường thì Khải thấy mọi người đã có vẻ rất là bình thường rồi. Tức là không còn ai chú ý đến vấn đề là Covid nữa, đúng không ạ? Tức là coi như cái Covid là cái chuyện của quá khứ rồi, không còn ai quan tâm nữa. Thấy mọi người sinh hoạt rất là bình thường, đi chợ búa sinh hoạt, đi nhà hàng ăn uống, nhất là mấy bữa nay xem đá banh. Nhưng mà tại vì mấy bữa nay giống như Khải nói á, cái tình trạng của Khải, Khải nghĩ chắc chắn là nó phải từ flu cúm trở lên, không biết có phải cúm Covid hay không, nhưng mà ít nhất nó phải là cúm chứ không phải đơn thuần là cảm lạnh. Tức là cái cổ mình nó, tức là cũng không bị running nose, tức là mũi nó không chảy mũi giãn lòng thòng, nhưng mà cái cổ nó rất là khô, nó rất là rát, giống như cái cổ mình tưởng nó sắp sửa nó đình công rồi đó. Tức là giống như cổ họng mình nó, mình thấy nó rất là giống như là, Khải không biết, chắc có lẽ quý vị các bạn đã, nhiều người đã từng trải qua phải không ạ? Giống như cái cổ họng mình nó khô đến độ mình có cái cảm giác nó giống như sa mạc, giống như nó không còn nước gì trên cái đốc họng của mình đó, giống như là cái tiêu mà không nói nên lời, mà cũng không có hắt hơi ra được, mà cũng không có muốn xin lỗi tặng hắn á, cũng không được nữa. Tức là nó khô một cách kinh khủng. Khi mới thức dậy cách đây hôm thứ ba, khi mà thức dậy tự nhiên thấy cái cổ họng mình giống như mình tự mình sắp bị câm rồi, tức là không nói được mà cũng không tặng hắn được. Thành ra thì rồi một hai hôm nay thì tức là người thì nó cũng hơi gọi là cũng ê ẩm, tức là cũng nhức mỏi, cũng không đến độ mà coi như là đau đớn lắm, nhưng mà cũng gọi là nhức mỏi, cũng bần thần. Rồi vài hôm đầu thì càng Khải còn thức sớm 6 giờ sáng đi mua cháo về ăn được vài hôm, nhưng mà hôm qua thì coi như là lười quá cũng không ăn uống gì. Nhưng mà giống như Khải nói thì đến hôm nay là phải làm chương trình,
thì mặc dù là có cái tình trạng có đờm thì là không không sạch sẽ hay ho lý tưởng là gì, nhưng mà phải nghĩ là khi mà bắt đầu cái này không biết có bác sĩ nào sau này thì có thể giải thích thêm, khi mà thấy bắt đầu có đờm khạc nhổ đờm được, nhất là mới vệ sinh tắm rửa được thì thấy người nó cũng thoải mái được chút đỉnh, tắm nước nóng đồ này kia đó, thì sẵn thì phải đeo cái mặt nạ này lên để tiếp tục nhắc nhở là quý vị, nhất là quý vị cao niên mà kể như Khải bây giờ cũng có lúc là đi ăn nhà hàng có mấy bé cũng tính mua cà phê cà phê cũng tính giá cao niên rồi, tính giá ưu đãi rồi, lớn tuổi thì Khải nghĩ là chúng ta nên cẩn thận, nhất là khi đi vào những nơi đông người như là chợ búa, nhất là những cái trung tâm y tế, phòng mạch bác sĩ thì Khải nghĩ là chúng ta nên đeo mặt nạ, mask, khẩu trang. Ồ, và có một cái là từ đó đến giờ cái thời mà còn đại dịch, thời mà cao điểm đó, trong xe Khải lúc nào cũng có cái hand sanitizer, đúng không ạ? Cái lọ mà để mà xoa tay để mà diệt khuẩn á, những cái hóa chất, những cái chất lỏng để mà diệt khuẩn á, thì trong xe Khải lúc nào cũng có một hai hũ trong đó. Khải mua nguyên một cái hũ lớn thiệt lớn, cả galon, galon thì không quá, nhưng mà cả lít đó để ở nhà trong nhưng mà cái hôm bữa là Khải nhớ mang máng là khi mà tính tiền, các bạn nhớ là khi mà đó thời buổi bây giờ hay có mấy cái giống như cái pad đúng không ạ, cái mặt màn hình đó thì trong đó có yes no rồi ký tên rồi cũng bấm yes no gì đó, thì lúc đó Khải rất là vô tình ý, khi mình bấm xong đó, thì nhìn bên cạnh thấy hai ba cái lọ, tức là Procare Pharmacy người ta để sẵn đó, mình chỉ việc mình ấn xuống mình xoa tay thì ít nhất là mình sẽ diệt được hết những cái con vi khuẩn mà nó đã lan truyền qua lại trên cái mặt màn hình mà máy tính tiền đó. Nhưng mà bữa đó không biết sao là gọi là chắc đổ thừa cho Ngô Kỵ thôi, tại vì Khải đậu xe thì ngó qua thì thấy Ngô Kỵ ngồi ngay bên cạnh mình, nguyên cái xe cờ vàng ngay bên cạnh mình, thành ra tâm hồn nó cũng bị khủng hoảng tâm lý, thành ra không có để ý đến chừng vô cũng không có mang theo khẩu trang, mà đến chừng mà tính tiền rồi lấy tay mà xoa xoa trên cái máy tính tiền đó xong rồi cũng không có chịu chùi tay, thành ra đến hôm sau về nhà thì bị bệnh. Thì Khải không dám đổ thừa là tại vì đi đến trung tâm y tế bác sĩ Mai Cồ Đào mà bị, nhưng mà rõ ràng Khải nghĩ là những cái trung tâm y tế, phòng mạch, văn phòng bác sĩ, phòng mạch là bệnh viện, là những cái nơi mà có rất nhiều bệnh nhân, người ta phải đến đó để khám bệnh, để lấy thuốc. Thành ra quý vị nào mà đến mà có nhu cầu mà phải ghé qua những cái chỗ đó thì phải nghĩ đầu tiên hết là nhớ mang khẩu trang, và sẵn bây giờ phải mang khẩu trang để nhắc nhở quý vị là chúng ta thì tận tắc vô áy náy, tận tắc vô áy náy thì là bị cười còn đỡ hơn là bị bệnh, đúng không ạ? Thành ra Khải nghĩ nếu mà quý vị không có gì mà quá khó chịu hoặc là vì cái quan điểm hay là cái giáo lý gì đó, cái niềm tin gì đó, thì Khải nghĩ là chúng ta nên tiếp tục đeo khẩu trang trong lúc đi sinh hoạt ra đường ở những nơi đám đông, đi ăn uống cà phê xem đá banh thì cũng nên tiếp tục đeo khẩu trang, và nhất là tiếp tục trở lại cái thời kỳ hồi xưa là trong xe nên có cái bình mà diệt khuẩn á, cái chất hóa cái nước diệt khuẩn á, để mà khi mà mỗi lần mà đi mà có trao đổi bắt tay bắt chân nhau á, thì ra xe thì sẵn là mình xịt vô tay để mình diệt mấy con vi khuẩn đó, trước khi mà là tại vì Khánh nhớ hôm đó phải về phải cũng lấy tay sờ mũi sờ mặt sờ miệng sờ râu tùm lum hết, thành ra nói chung là cái đó là một trong những cái phương thức hoặc là cái nguy cơ, cái lý do mà bị nhiễm bệnh nhiều nhất là khi chúng ta giao tiếp, chúng ta dùng tay, chúng ta đi rờ vào những cái nó gọi là surface, tức là những cái vật dụng như nắm cửa hoặc là cái máy tính tiền, kể cả bắt tay bắt chân bạn bè
rồi khi mà tay chúng ta bắt đầu có vi khuẩn trên đó, chúng ta lại vô tình chúng ta lại đưa lên mặt, chúng ta chầm ngâm, chúng ta sờ mũi, bóp cầm rờ râu, ví dụ như vậy. Thì kể cả lấy tay xoa mắt nữa, thì những con vi khuẩn nó cũng sẽ và qua cái tuyến nước mắt, rồi qua miệng, qua mũi chúng ta, nó sẽ là lây bệnh cho chúng ta. Đó là cái mà ngoài vấn đề là trời lạnh, thì ngoài vấn đề flu, thì hôm bữa Khải có gặp anh Phó Thành Chương cũng đi chích ngừa cúm hàng năm. Thì chúng ta biết ngoài cái vấn đề Covid thì cái cúm là nó là cúm hàng năm đều có cúm, đủ mọi loại cúm từ cái thời mà cúm Tây Ban Nha cho đến bây giờ. Thì cái loại cúm này nó biến hóa, nó biến thể, nhưng mà nó mỗi năm thì Bộ Y tế người ta đều phải chế biến ra những cái loại thuốc chủng để mà đối phó với cái dịch cúm hàng năm, ngoài cái đại dịch cúm Covid. Thành ra Khải cũng nhắc nhở quý vị cao niên, kể cả những người đồng lứa với Khải, nếu mà có điều kiện thì cũng nên đi chích ngừa cúm, cúm hàng năm đó. Rồi cũng xem xét lại trong gia đình quý vị cao niên, thì mùa lạnh thì ban ngày thì nó có lúc nó nóng, nó nóng nó ấm mình không để ý, nhưng mà khi ban đêm thì nhớ xem lại cửa sổ, những cái nếu mà nhà mà mình không có kín, không có phải là cách cách nhiệt một cách hoàn toàn đó, 100%, đó là những cái nhà mới bây giờ thì họ họ làm cách nhiệt rất là tốt, thì hơi lạnh ở ngoài nó không có ảnh hưởng đến người nhà, người trong nhà. Nhưng mà nếu mà cái nhà mình cũ rồi, nhất là ở cái vùng lên Sài Gòn, thì theo phải biết mặc dù bây giờ nhà giá cũng cả triệu, mấy trăm ngàn, 700-800 ngàn đô la một căn, nhưng mà thật sự có nhiều căn đa số xây là từ thập niên 60, 70 trở về trước, chứ cũng không có bao nhiêu căn mà mới xây. Thành ra mùa đông nếu mà chúng ta có bật heat đi nữa thì đó là phải lấy cái từ cá nhân của Khải để mà không phải lên mặt dạy đời, nhưng mà giống như mình tự vạch áo để lấy đó làm gương để mà nhắc nhở mọi người. Tức là mùa đông thì chúng ta để ý đến vấn đề ban đêm thì cũng phải chọn lựa, coi như là nhắc nhở bản thân, nhắc nhở cha mẹ ông bà mình là coi có nên mang vớ, mặc những cái quần dài, nó gọi là warm suit đó, những cái quần áo ấm, để mà có thể ban đêm không có bị lạnh, bị cảm lạnh. Nhất là người yếu lớn tuổi thì mặc dù Cali nói là nắng ấm, nhưng mà mùa đông ban đêm cũng rất là lạnh. Thì cái đó là cái mà Khải muốn nhắc nhở. Thì trở lại hồi nãy Khải sớm, Khải cũng đang chuẩn bị, Khải tính một lần nữa tiếp tục gắn dây gắn nhợ tùm lum để thử cái máy móc coi muốn là dùng cái phone của mình nhưng mà vẫn phát âm giống như có cái studio đàng hoàng, tức là có thể lồng tiếng, có thể dùng laptop để chơi nhạc, hoặc là mời người này mời người kia tham gia qua cái những cái Facebook để mà có thể nói chuyện với nhau qua Facebook. Nhưng mà nói chung là thôi, phải thấy mất công rồi, làm không đến đâu rồi nó lại ảnh hưởng, nó làm hư chương trình nữa. Thành ra bây giờ thì trở lại cái chương trình chính. Thì kính thưa quý vị, giống như mấy tháng nay thì Khải một lần nữa, đúng ra là tuần trước nữa là cái mùa Thanksgiving, thì Khải cũng nên lấy cái cơ hội đó để cảm ơn những quý thân chủ, những ứng cử viên như là nghị viên Kimberly Hồ, nghị viên Tài Đỗ, bác sĩ Quỳnh, chị Lan Anh, chị Hoàng Anh, và nhiều người khác nữa, nghị viên Pháp Bùi và phu nhân, nói chung là bác Nguyễn Thái Ngọc và nhiều người khác. Và đương nhiên người bạn bè, người nhà của Khải bao nhiêu năm nay đã kêu mang giúp đỡ Khải, hỗ trợ Khải khi mà Khải kẹt cần sự giúp đỡ, thì lúc nào cũng có một bàn tay. Thì mặc dù tức là không có phải là vui vẻ và gọi là một cách gọi là hân hoan giúp cả, nhưng mà vì cái tình nghĩa cũng không thể bỏ rơi, thì nói chung khi mà Khải cần thì cũng cũng sẵn lòng cũng giúp đỡ Khải, cũng đưa bàn tay ra để Khải có chỗ dựa để mà bám víu,
để mà tiếp tục thực hiện những cái việc làm, mặc dù những cái việc làm của Khải như bác Nguyễn Mạnh Cường nói là nó thuộc lại chân không đến đất, cực không đến trời, có nghĩa là không ai khiến, đùi đá va trời cũng không đi đến đâu, cũng không có bao nhiêu người mà quan tâm hưởng ứng ủng hộ. Nhưng mà nói chung không biết là vì lì lợm ngoan cố cứng đầu hay là vì lập dị hay là gì đó, nhưng mà bao nhiêu lâu nay thì Khải vẫn tiếp tục con đường của Khải. Thì nói như vậy thì một lần nữa, thay vì như đúng cái ngày lễ tạ ơn, thì Khải dùng cái dịp đó để mà ghi nhận những cái đóng góp, cảm tri ân những người đã giúp đỡ Khải, mà giống như Khải nói là không phải chỉ trong lúc hoạn nạn, trong lúc gần đây, mà giống như Khải nói trong suốt quá trình Khải đeo đuổi cái công việc của Khải từ những ngày đầu trên cái Easy Board, tức là diễn đàn tuổi trẻ Việt Youth Forum từ thế kỷ 20, tức là thiên niên kỷ trước thế kỷ 20, thì không, thiên niên kỷ trước thì hơi quá, mới mới thế kỷ trước thôi. Thì những người đã coi như là cho Khải cơ hội, cũng sẵn sàng gọi là ủng hộ Khải để thành lập cái diễn đàn trên Easy Board, trên mạng xã hội, trên Internet cho đến hôm nay. Thì đương nhiên đầu óc Khải thì cũng nghễnh ngãng, không có nhớ tên người này, không có nhớ tên người kia, nhưng mà nói chung thì trong lòng Khải, tất cả những người nào đã từng một thời quan tâm, ủng hộ hỗ trợ, phụ giúp cái công việc này, thì Khải hoàn toàn không bao giờ quên, không bao giờ mà bội ơn, mà gọi là không có dám dùng từ khắc cốt ghi tâm, nhưng mà nói chung là cái nào Khải nhớ được thì Khải để trong lòng thôi. Nhưng mà chắc chắn Khải luôn, giống như hồi xưa Khải đi hướng đạo thì có cái câu là hướng đạo một ngày là hướng đạo mãi mãi đó, tức là một khi đã vào hướng đạo thì những cái người hướng đạo sinh thì họ tự xem họ là một khi đã tuyên thệ để làm hướng đạo sinh thì cả đời sẽ vẫn luôn luôn là hướng đạo sinh. Thì đối với Khải cũng vậy thôi, tức là những người nào đã từng mà ủng hộ, từng mà quan tâm, từng đồng hành, hỗ trợ về mặt tài chính hay là tinh thần hay là thời gian, kể cả đóng góp ý kiến, thì Khải luôn luôn Khải sẽ tri ân, Khải ghi trong lòng. Mặc dù Khải giống như Khải nói, Khải không phải cố ý, nhưng mà đôi khi cái mình không phải thuộc tiếp người có cái trí nhớ tốt, thành ra nếu mà hỏi Khải thì đôi khi Khải không có nhớ được ai là ai. Nhưng mà nói chung thì những người nào đã từng từng là ban ơn hay là từng giúp đỡ Khải, đã từng ủng hộ Khải, thì tự quý vị cũng biết, và Khải cũng sẵn đây cũng xin cảm ơn mọi người. Nhưng mà nói như vậy thì để đi đến một cái điểm mà Khải muốn nói là, giống như tuần trước Khải với nghị viên Pháp Bùi cũng có nói đó, là cái chương trình này thì thật sự nó không có phải là rẻ. Khải không biết nó có thích hợp với cho Khải hay không, tại vì nó thuộc loại là radio, tức là cái nhu cầu thì nếu mà Khải không làm thì có thể có sẵn sàng có rất nhiều cái thân chủ khác, họ sẽ mướn giờ này, họ sẽ lấy cái giờ này, và khi họ lấy giờ này thì có thể họ làm những cái, họ đeo đuổi những cái công việc, họ thực hiện những cái chương trình, những cái dịch vụ nó đáp ứng được cái nhu cầu, cái thị hiếu, phải không dám nói nguyện vọng, nhưng mà cái nhu cầu, cái thị hiếu, cái đòi hỏi của cộng đồng ở đây, của khán thính giả. Và như vậy thì thứ nhất là họ vừa làm được những cái công việc nó hữu ích, đúng không ạ, tức là nó đáp ứng được, nó thiết thực, nó đáp ứng được cái nhu cầu của cư dân ở đây, ở khán thính giả nghe đài. Và vì vậy thì họ làm thì họ sẽ là chủ đài và họ sẽ có thu nhập, họ sẽ có lời. Thành ra Khải nghĩ đó là cái, nếu mà Khải còn tiếp tục mà Khải giống như hồi đầu chương trình Khải nói là ngoan cố cứng đầu để mà tiếp tục mà đeo đuổi, để mà nhất định phải giữ cái giờ này đó,
thì Khải không biết là nó có thích hợp hay không. Tại vì Khải không biết là cái việc làm của Khải, mặc dù giống như Khải nói, đối với Khải thì Khải không có bao giờ Khải hối hận hết, đúng không ạ? Hồi xưa Khải nhớ trong chuyện hình như là chuyện của anh gì là có cái chi bất hối gì đó không ạ? Có cái ông Kim Dung cũng có đặt cho một cái nhân vật cái tên là chi bất hối, tức là cuộn cái người mẹ đó, là nói là mặc dù là cuộc đời về sau có sao nhưng mà không hối hận. À, thì thật sự cái Khải cũng chẳng bao giờ tiếc nuối hay hối hận mà đã đeo đuổi, đã chọn làm những cái việc mà Khải đang và tiếp tục sẽ làm. Nhưng mà có điều giống như Khải nói, đến tuổi này thì Khải cũng không đến độ mà quá ngông cuồng, quá ngang ngược, quá cố chấp để mà tiếp tục gọi là đòi làm cái việc mà gọi là cũng chẳng phải là đuổi đá quá trời, nhưng mà cái việc giả dụ mình muốn bơi ngược dòng, mình muốn làm những cái chuyện mà không ai chấp nhận, không ai quan tâm, không ai ủng hộ, thì Khải nghĩ đó là cái quyền của Khải, Khải có quyền làm. Nhưng mà Khải không có quyền gọi là giống như hồi đầu Khải nói ấy, tức là tạo cái tình huống để mà bạn bè người thân của mình phải phải gánh vác, phải tức là làm phiền người khác. À, thành ra phải nghĩ nếu mà cái chương trình này đó, nếu mà phải tiếp tục phải làm á, thì nó sẽ là một cái gánh nặng. Xin lỗi các bạn, tại vì Khải Khải bị cảm nên phải cho các bác phạt cái tiếng. Các bạn chờ phải các bạn chờ nghe một cái thông tin gì trên ấy là cho Khải thêm một cái break nha. Khải không muốn ấy mà Khải đang bị bệnh, thành ra bây giờ Khải phải take a break có liên quan đến cái vấn đề âm thanh tiếng nói của Khải. Cho phép Khải quý vị nghe một cái đoạn ấy, cho Khải thấy một cái break khoảng mấy phút nha. Dạ vâng, và dạ. Sẵn quý vị đang vậy, quý vị cho phép phải bật thêm một cái nữa, tại vì dù sao đi nữa có thời gian phải cũng có sử dụng restaurant của Lan Anh, thành ra sẵn đã play cái đó ai xui miệng ấy ghé gì thân.
bún cá phở nguyên vẫn mãi thèm, hầm dục xương cá ngọt liềm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chỉ mời em ăn tô bún cá chứa chan tình người. La Lan Kitchen 7445766070 576-6070. Thương nhau một chén chè xanh, làm tô mì quảng em mời chị ăn liền. La Lan Kitchen 7445766070 576-6070. Dạ vâng, rồi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Thì Khải đang nói đó, chắc là hồi nãy Khải đang có lẽ là khoảng 10 rưỡi Khải sẽ gọi nghị viên Phát Bùi để kết nối, để tại vì Khải bây giờ tiếng cũng khàn khàn rồi, chắc không tiếp tục nói nhiều được. Thì khoảng 10 rưỡi Khải sẽ gọi cho nghị viên Phát Bùi để kết nối làm chương trình với nghị viên Phát Bùi. Nhưng mà trước khi Khải kết nối thì Khải xin phép để mà trình bày cho hết cái điểm Khải đang muốn nói. Thì giống như Khải vừa rồi, cái mà Khải muốn thưa là Khải nghĩ nếu mà Khải tiếp tục Khải đeo đuổi cái này đó thì thật sự đó là không biết là nó phục vụ cho cái gì, cái mục đích, cái lý do để làm cái gì. Tại vì giống như Khải có nói giải thích một vài lần, không biết quý vị thính giả đồng hương có để ý, có nhớ hay không, thì Khải nói là cái mục đích của Khải không phải là muốn làm chủ đài, không phải muốn làm thương mại, không phải là muốn có giờ radio để mà kiếm tiền, để mà có tên tuổi, để mà đi ra, để mà thu quảng cáo, để mà làm ông chủ, để mà duy trì cái giờ. Thì thật sự cái đó cũng không có gì là sai, không có gì là xấu xa. Đúng ra giống như Khải nói, nếu mà nó thích hợp với một số người thì có chuyện nó rất tốt, giống như anh Quốc Thái ví dụ như vậy, hoặc là bao nhiêu người, chị Minh Phượng, thì cái đó là một cái việc làm rất là cần thiết trong cộng đồng, rất là được nhiều người trân trọng, và nó là cũng một cái việc làm rất là nghiêm túc, professional, và mình có quyền mình duy trì, mình lên chương trình, mình thực hiện chương trình, mình phát triển cái chương trình, và chương trình mình càng có được nhiều người theo dõi, càng có nhiều người hưởng ứng, thì mình tiếng nói của mình, cái chương trình của mình nó càng có giá trị, và từ đó thì cái thu nhập mình sẽ có một cái nguồn thu nhập gọi là căn bản, tức là nói chung là cũng có job, cũng có công ăn việc làm, gọi là không biết là danh vọng ông chủ gì, bà chủ gì, nhưng mà ít nhất là có công ăn việc làm, có thu nhập, nó gọi là steadily, đều đặn. Thì nếu mà thật sự Khải bỏ hết tâm huyết, Khải vô, Khải nghĩ Khải cũng có thể làm được chứ không phải là không. Nhưng mà như vậy thì thật sự tiếng Anh nó gọi là defeat the purpose. Thì nếu mà Khải giữ cái đài này thì hóa ra Khải đã là làm cái chuyện này cách đây mấy chục năm rồi. Tức là như vậy thì mình lại biến mình là một người đi làm commercial, làm business. Tức là giống như Khải nói, làm ông chủ hoặc là kiếm một cái công việc, một cái job để mình làm. Tại vì đối với Khải đó, khi mà duy trì cái giờ này đó, cái giờ radio này để mà duy trì đó, thì mình cũng cái dạng làm dâu trăm họ. Giống như Khải nói đó, tức là mình phải biết lắng nghe, biết tiếp thu cái thị hiếu, cái nhu cầu người nghe, khán thính giả, đồng hương, người ta muốn nghe cái gì, người ta muốn mình nói cái gì, muốn mình trình bày những cái thể loại gì, người đồng hương muốn nghe những cái thông tin gì, và nhất là thân chủ quảng cáo, người ta muốn mình làm sao. Nói chung là giống như Khải nói thì cái lĩnh vực nào, cái ngành nghề nào nó cũng có những cái hay, cái đẹp, hoặc là có những cái hoặc là những cái vấn đề tế nhị của nó. Giống như Khải nói, Khải không có dám lên án, Khải không có dám chê trách, nhưng mà riêng Khải thì nó không có thích hợp, là tại vì cái tánh Khải là không phải tánh Khải nữa, cái việc Khải muốn làm á là nó không thể, Khải không thể là tiếng Anh nó gọi là compromise, tức là Khải không thể, Khải làm việc để mà đáp ứng
cái thị hiếu của quần chúng. Nói chung là tức là cái người mà làm business thì khác, đúng không ạ? Tức là cái người làm business thì người ta phải tìm cách người ta đáp ứng được cái thị hiếu, cái đòi hỏi của thực khách, của thân chủ. Còn riêng Khải thì Khải cảm thấy là đối với Khải, nếu mà Khải làm cái chuyện đó thì Khải hóa ra là Khải phản bội lại cái lý tưởng của Khải. Thì nói như Bác Cường nói là Khải đã lỡ thuộc lại quái đản rồi, tức là không có bình thường, tức là mình đã chọn con đường đó rồi. Thành ra Khải nghĩ là trong cái mùa tranh cử vừa qua thì dù sao đi nữa thì khi mà Khải có giờ thì những cái người mà người ta đồng ý, người ta hỗ trợ Khải để mà gọi là chia sẻ cái tiền giờ tiền đài đó, nói chung là mướn giờ trên cái mướn chia bớt cái giờ của Khải đó, là tại vì người ta có nhu cầu. Nhưng mà Khải thấy trong vòng thời gian khoảng một năm tới đó thì sẽ không còn cái nhu cầu đó nhiều, mà Khải thì không muốn là suốt ngày phải đi năn nỉ, đi kỳ kèo, đi xin xỏ, đi tìm những cái người thân chủ. Và giống như Khải nói, mặc dù Khải tức là Khải biết cái chuyện đó, tức là chuyện nào ra chuyện đó, mình không có quyền chậm chệ. Tức là cái nếu mà Khải không chịu làm theo ý của thân chủ thì Khải không nên làm, mà một khi Khải đã giữ đà thì Khải bắt buộc Khải mình phải làm đúng cái vai trò của mình, là không phải chủ cả một cái đài nhưng mà chủ một cái giờ, một cái chương trình đó. Thì dù sao đi nữa, mình đã là người chủ cái chương trình thì mình có phải có trách nhiệm, có bổn phận đối với khán thính giả, đối với thân chủ. Thì những cái người mà bảo trợ cho mình, họ không có muốn bị ảnh hưởng doanh nghiệp của họ, thì đầu tiên hết là không ai mà đi quảng cáo mà họ muốn bị gọi là tác dụng ngược, tức là đi trả tiền quảng cáo để mà bị gắn liền, mà nó gọi là liable á, với cái người làm chương trình để mà họ bị biểu tình, bị tẩy chay, bị ghét bỏ, bị phản đối. Nói đơn giản là nếu mà Khải tiếp tục Khải làm cái công việc của Khải thì chắc chắn là sẽ đụng chạm người này, đụng chạm người kia, nói nôm na là gây thù chuốc oán. Mà quý vị biết là cái vấn đề Khải nói là Khải không phải cố tình đi phá làng phá xóm, Khải không có cái nhu cầu, cái ý định đi gây gọi là đi kiếm chuyện tống tiền hoặc là đi cà khịa để mà mua vui vì tâm lý bệnh hoạn, hay là muốn rung cây nhát khỉ để mà người ta phải biết điều đấm mõm mình hay là gì. Không, Khải không có nhu cầu đó. Nói chung con người Khải nó thuộc lại, cũng thuộc lại phối trên. Nhưng mà Khải cảm thấy là Khải thì có sao nói vậy, và Khải không có vì vấn đề nể sợ, hay là không có muốn vì một bất kỳ một cái lý do áp lực gì mà Khải phải đi bẻ cong sự thật, không dám đối diện sự thật, không dám nói ra sự thật, và nhất là không bao giờ Khải bao che cho những cái sự xấu xa bịt bợm. Và như vậy thì Khải, dù là Khải không cố tình, tức là không có target một cái cá nhân, một cái tổ chức nào, không có muốn gọi là gây chuyện với một tổ chức cá nhân băng nhóm nào, cái đó không phải là cái mục đích của Khải, cái chủ ý của Khải. Nhưng mà vì cái chủ trương đường lối của Khải thì giống như Khải nói, Khải không có nể mặt ai hết, Khải sẽ không có lùi bước, Khải sẽ không có né tránh. Thành ra chắc chắn là không ít thì nhiều, nếu mà Khải làm thì chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán, sẽ có một số người không thích. Có lúc, tức là thường là cả năm trời thì 9 tháng họ nghe, họ vỗ tay bột bột khi mà Khải nói về người khác. Nhưng mà khi bắt đầu Khải quay qua, Khải nói ra những cái sai của họ thì đến lúc đó họ mới nhảy dựng lên, họ chống đối. Thì ý Khải nói đây là không phải Khải nói sai, nhưng mà chẳng qua là khi mà mình nói đụng đến ai thì tự động cái người Việt Nam mình đa số vẫn còn là đặt nặng cái vấn đề mà là danh dự, sĩ diện không đúng chỗ. Có nghĩa là khi mà người ta nói ra cái sai của mình, mà người ta nó gọi là criticize, người ta phê bình, người ta nhận định mà vô hình chung,
người ta nói đụng đến mình, nói ra những cái sai trái của mình, thì cái đó không phải là người ta nói xấu mình, không phải là người ta bôi nhọ mình, không phải là người ta xúc xỉm, không phải là Khải lăng mạ họ, mà Khải chỉ làm cái công việc của Khải thôi. Tức là Khải là tiếng Anh nó gọi là làm truyền thông, mình là watchdog, là mình là phải bảo vệ sự thật, là mình phải là tai mắt của người dân để mình nói lên những cái bất cập trong xã hội. Thì khi mà phải nói những cái bất cập của người khác thì đa số họ vỗ tay, họ sung sướng thỏa mãn lắm, hả hê lắm, nhưng mà khi mà đến chừng mà bắt đầu nói về họ thì lúc đó họ mới nhảy dựng lên, họ chống đối. À, thì nhưng mà quý vị thấy như Khải nói như vậy thì giả dụ 9 tháng thì Khải được một cái nhóm này người ta ủng hộ, nhưng mà khi mà đụng đến họ thì họ chống đối, nhưng mà quay qua quay lại với cái nguyên lý đó thì 1 năm trời thì các bạn thấy là hầu hết sẽ không có ai ủng hộ Khải, mà sẽ đa số chỉ là những người ghét bỏ Khải thôi. Tại vì từ từ rồi cũng sẽ đến phiên họ bị Khải chỉ trích, bị Khải lên án. À, tại vì tánh của Khải là không có phải Khải là cái người mà đi làm cái chuyện để mà gọi là biết điều đó, làm những nói những cái chuyện, làm những cái chương trình để mà có lợi cho mình, để mà có thêm được thân chủ quảng cáo, có thêm bạn bất thù. Thì anyway, dông dài thì càng nghĩ thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nhất là cái chuyện này không phải là phải làm vì cái cá tánh, cái cảm tánh, mà đây là cái chọn lựa của Khải. Tức là Khải quyết định đi theo con đường này, và đó là cái chọn lựa có tính toán, là không dám nói quyết tâm, nhưng mà đó là cái quyết định của Khải. Thành ra Khải sẽ không có thay đổi cái hướng đi, cái việc làm của Khải. Thành ra Khải cảm thấy cái chương trình này không biết nó có thích hợp hay không, giống như Khải vừa thưa với quý vị đó. À, có nghĩa là nếu mà là với một người làm radio để mà kiếm cơm, để mà xây dựng 2 tiếng đồng hồ, cũng tìm cách là có những cái tin tức, có những cái chuyện vui, nói năng sôi nổi, cũng lôi cuốn để mà có được khán thính giả, rồi từ đó có thêm quảng cáo, có thu nhập, thì cũng là một cái chương trình, cái công việc rất là tốt, đúng không ạ? Để mà ổn định, để mình sẽ trở thành chủ đài, mình sẽ ngày ngày, nếu khi mình ai cũng biết cái chương trình của mình thì lúc đó không phải mình đi xin xỏ quảng cáo nữa, mà lúc đó có thể nhiều người sẽ tự động người ta tìm đến mình để người ta sẵn sàng, người ta hợp tác, người ta quảng cáo với mình. Nhưng mà giống như Khải nói, cái đó thì nó cũng không hẳn là cái chuyện mà là cái mục tiêu Khải muốn làm. Trong khi đó, để mà làm được cái chuyện Khải muốn làm thì hiện giờ thì Khải có thể phải sử dụng Internet, sử dụng Facebook, sử dụng YouTube, giống như Khải đang livestream bây giờ, thì Khải vẫn trình bày được những cái ý kiến, những cái chia sẻ của Khải thôi, đến với không phải đến với tất cả mọi người, nhưng mà ít nhất đến với một số người, và nó sẽ được nằm trên YouTube, nó nằm trên mạng xã hội. Thì sau này nếu mà có người nào muốn tìm hiểu, có thể một lúc nào đó thì cũng sẽ có thêm người này người kia có thể đến được với một số người khác. Thì nói ngắn gọn lại là Khải cảm thấy là nếu mà trong thời gian sắp tới mà không có một cái biến chuyển gì mà nó thay đổi, một cái sự thay đổi lớn, một cái bước ngoặt đó, thì có lẽ Khải sẽ chính thức phải dừng cái chương trình radio này. Tại vì Khải cũng không muốn mất thời gian của bản thân mình, của những người cũng quan tâm, lo lắng, cũng muốn Khải thành công. Hoặc là với một số khán giả cũng ủng hộ Khải, cũng theo dõi chương trình. Nhưng mà Khải nghĩ giống như Khải trình bày đó, làm gì cũng vậy. Một là mình không làm, còn mình làm thì mình phải làm đến nơi đến chốn. Và khi mà mình chấp nhận cái công việc đó thì mình phải biết cái công việc đó là cái bổn phận trách nhiệm, cái công việc đó là công việc gì. Và giống như Khải nói, Khải cảm thấy là cái vai trò mà làm radio này đó có lẽ nó không có phải là thích hợp với Khải, ít nhất là trong cái giai đoạn này. Còn nếu mà được đó, Khải sẽ vận động để mà gây quỹ, để mà khi mà Khải có một cái quỹ trong tay rồi đó, để mà ổn định, để chắc chắn, để có thể thực hiện được một cái làm mua giờ để làm chương trình ít nhất là từ 6 tháng cho đến 1 năm đó, thì lúc đó Khải mới chính thức Khải liên lạc lại với đài
để mà ký hợp đồng với họ để mà trở lại làm chương trình. Nhưng mà phải nghĩ là phải có trong tay một cái quỹ nào đó, tức là có một cái sự ủng hộ, chấp nhận của đồng hương, của khán giả. Nếu mà đồng hương chấp nhận, cảm thấy là cái tiếng nói của những người như Khải cần thiết và sẵn sàng kêu mang và mong muốn duy trì những cái tiếng nói độc lập giống như Khải, và sẵn sàng coi như là giống như lần trước nghị viên Pháp Bùi có nói á, ở góp gió thành bão đó, thì Khải sẽ gây quỹ để mà xem coi cái ý kiến, cái Khải không dám nói cái nguyện vọng, nhưng mà nói là cái coi đồng hương, cái là cái quyết định của đồng hương ra sao. Nếu mà có đủ để mà có thành được một cái quỹ rồi đó, thì lúc đó thì Khải sẽ liên lạc với một số người khác để mà coi lên chương trình, để mà có một cái kế hoạch đường dài. Thì ít nhất là làm thì Khải nghĩ là Khải muốn làm thì từ năm 2023 cho đến 2024 thì Khải nghĩ nó sẽ không là một vấn đề. Thì khi đó là mình làm chương trình thì cái mùa bầu cử nó cũng bắt đầu nó khởi động rồi. Thì lúc đó cái chương trình của những người như Khải có liên quan đến chính trị, nói lên sự thật, thì mặc dù là không phải là được lòng tất cả mọi người, nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng sẽ là đáp ứng được một số cái nhu cầu của một số những ứng cử viên nào đó, một số đảng phái nào đó, tổ chức nào đó. Thành ra trong cái mùa bầu cử vào năm 2023 thì Khải nghĩ là Khải có thể Khải sẽ trở lại được. Nhưng mà từ giờ cho đến năm 2023 đó, tức là đến đến cuối năm 2023 đó, thì Khải không muốn mất thời giờ của mọi người để mà tìm cách duy trì cái chương trình này. Trừ khi giống như Khải nói, mình có trong tay một cái quỹ để mà mình an tâm, thì lúc đó Khải sẽ trở lại, Khải ký hợp đồng với đài và sẽ chính thức duy trì cái chương trình để mà làm cho đến mùa bầu cử năm 2024. Và hy vọng sau cái mùa bầu cử 2024 thì cái tiếng nói, cái chương trình nó sẽ định hình và mình sẽ duy trì được cái giờ, cái chương trình này là không dám nói là mãi mãi, nhưng mà ít nhất là sẽ là phục vụ được cái nhu cầu vận động tranh cử, cái quan tâm chính trị, cái thông tin về sinh hoạt chính trị trong cộng đồng cũng như sinh hoạt chính trị dòng chính cho người Việt, người Mỹ gốc Việt hoặc là người Việt đang định cư, đang sinh sống ở vùng Nam Cali, Little Sài Gòn. Thì cái đó là cái nói chung là cái kế hoạch, cái giấc mơ hay là cái ý định của Khải, nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào trong tương lai. Giống như Khải nói là nếu mà Khải gây quỹ mà Khải đồng hương ủng hộ mà để mà chúng tôi có được một cái quỹ tương đối để có thể gọi là setup, để có thể mà ký được cái hợp đồng, mà ít nhất là đã biết là trong tay đã có đủ cái ngân sách để mà có thể duy trì cái tiếng nói của mình, cái duy trì cái giờ cho đến năm 2020, tức là cuối năm 2023 đó, thì lịch Khải mới chính thức phải bắt đầu phải trở lại. Còn không thì Khải nghĩ Khải sẽ ngừng cái chương trình này, chứ không có thể mà để phải lo toan tìm cách để mà phải duy trì cái giờ này mà nó không phục vụ được cái nhu cầu nào. Rồi bây giờ Khải xin phép quý vị cho Khải liên lạc với nghị viên Phát Bùi, còn không biết là nghị viên Phát Bùi có đang theo dõi hay là có còn available để phải ấy không, chứ bây giờ tiếng nói của Khải nó bắt đầu nó sắp sửa tắt tiếng rồi, cũng không có còn nói được nữa. Để các bạn chờ Khải. Dạ vâng, anh Phát, nghị viên Phát Bùi chờ Khải tí xíu, Khải mới chin nha, để mà tiếng nói của anh nó đi vô radio. Dạ vâng, rồi mời anh thử lên tiếng để Khải nghe coi nó vô radio không ạ. Xin chào anh Khải Đào. Khải nghe anh nói không?
Dạ vâng, dạ anh on air rồi đó ạ. À. Dạ mời anh tiếp tục ạ. À. Vâng, xin chào anh Hải cũng như tất cả quý khán giả của chương trình Việt Youth Media. Dạ một vâng. Lần nữa anh Hải lại cùng góp ý, góp tiếng với anh. Thì không biết nãy giờ anh có nghe em nói sơ sơ thì mời anh chia sẻ, anh cho phép em anh tại tiếp tục nha. Tại vì lúc nãy là tôi đang bận một số việc riêng đó, thành ra không có được được nghe. Dạ. Thì anh có câu hỏi gì thì anh cứ đề nghị anh cứ đặt ra rồi chúng tôi xin góp ý anh. Thì em thứ nhất là em đang bị cảm thì không biết có phải là vì đang bệnh ra tức cảnh sinh tình hay là vì bệnh mà đầu óc nó đâm ra nó gì anh, tức là bị bế gì ức chế tâm lý hả, rồi đâm ra mình nghĩ quẩn. Nhưng mà em có nói sơ sơ với mọi người đó thưa anh, là em nghĩ là cái thật sự em cảm thấy cái giờ này đó anh, nó cái chương trình radio này đó không biết nó có thích hợp với em hay không, để mà em phải tìm cách em duy trì. Anh Phát biết ý em nói không ạ? Thì em có trình bày, em nói là giả dụ như là anh Quốc Thái hoặc chị Minh Phượng hoặc là những người như chú Vũ Quang Ninh hồi xưa đó, thì thật sự họ làm, họ giữ, duy trì, phát triển được cái chương trình, cái giờ radio của họ, thì hoàn toàn nó là một cái chuyện rất là đáng kính, đáng trân trọng, đúng không ạ? Cái tiếng nói, cái chương trình radio thì rất cần thiết cho cộng đồng, và cái việc làm đó cũng là việc làm rất là cần thiết và được mọi người đón nhận. Và khi mình làm xong mình đi kiếm những cái hợp đồng quảng cáo thì nó cũng có thu nhập đều đặn, nó chở nhiều khi xây nhà, xây mua nhà mua xe, thì cái chuyện đó cũng chuyện rất là đáng trân trọng, không có gì mà wrong hết, không có gì để em không dám phản đối. Nhưng mà riêng đối với em á, thì em cảm thấy nó không có thích hợp thưa anh, là tại vì em á, em làm, em duy trì cái chương trình này không phải là để có job, để không phải có thu nhập, để không phải làm ông chủ. Em muốn nói là em biết khi mà mình làm chương trình, đúng không ạ, nó là một cái business, tức là mình business, giả dụ khi mình nói có account quảng cáo, có thân chủ quảng cáo, thì mình phải biết được cái vai trò, cái công việc của mình, khán thính giả người ta kỳ vọng cái gì, người ta đòi hỏi cái gì, người ta trông chờ cái gì, đúng không ạ, tức là những cái chương trình của mình, những cái thông tin của mình. Và thân chủ quảng cáo cũng vậy, người ta đòi hỏi, người ta trông chờ những cái gì từ mình. Thì giống như em có nói sơ sơ, em giải thích đó, em nói là cái kiểu của em á, là tại vì em không có nể mặt ai hết á, thì có thể là không phải lúc nào em cũng đi em bám gấu anh để em lên án phê bình nghị viên Phát Bùi, đúng không ạ? Thì có thể trong vòng 9 tháng thì em lên án Tạ Đức Chí, em lên án Kim Ly Hồ, em lên án Tài Đỗ, nhưng mà đến tháng 11 em cũng quay qua em chỉ trích ông Phát Bùi thôi. Thì ý em nói đây á, là cái cách làm của em thì quay qua quay lại cuối cùng thì coi như là mọi người sẽ đa số là sẽ không có ai gọi là có cảm tình với cái chương trình của mình hết, anh hiểu ý em đó. Và như vậy thì những cái người mà quảng cáo đó, những người mà có nhu cầu quảng cáo, người ta cũng không có muốn có quan hệ với những cái chương trình như vậy. Mà em thì em không thể nào em thay đổi cái cách làm của em được, anh biết đó. Thành ra em cảm thấy là nếu em ở một cái thế bây giờ nó khó xử, là nếu mà em duy trì cái chương trình này đó thì em phải là thay đổi, đúng là thay đổi cái cách làm việc, thay đổi cái mục đích thì mới là đáp ứng, mới làm tròn đúng cái trách nhiệm, cái vai trò để mà khán thính giả, thân chủ quảng cáo người ta chấp nhận mình. Nhưng mà em cảm thấy em chưa có ready, chưa có sẵn sàng để thay đổi. Mà nếu mà em nghĩ mà để mà duy trì cái giờ này đó thì nó là một cái gánh nặng, nếu mà em chỉ mà muốn giữ cái giờ mà em không có nhu cầu, trong khi đó thì em có thể làm cái chuyện của em qua YouTube, qua Facebook, và sau này sẽ còn có nhiều cái phương tiện mạng xã hội khác, đúng không ạ? Em nói trừ khi anh, trừ khi như anh ra mời em. Vâng, tôi hiểu ý của anh Khải rồi. Dạ. Thực sự ra cái việc làm của anh Khải đó nó là một cái điều hết sức là đáng quý. Cái khó của anh Khải nói rất chính xác, là khi mình phê bình những cái điều mà mình thấy ở trong cộng đồng hay là trong thành phố nó cần phải có những cái sự sửa đổi, thì những cái lời thật thì đương nhiên là nó mất lòng, giống như là ông Lâm Nguyên trên YouTube của ông cũng có cái chương trình là lời thật mất lòng.
Và trong cộng đồng của mình thì cần phải có những cái tiếng nói đối lập để mà cho thấy những có những cái việc gì cần phải thay đổi trong cái cộng đồng của mình nói chung. Người Mỹ họ có cũng có những cái chương trình talk show mà họ nói rất thẳng để mà họ trình bày cái quan điểm mà những cái quan điểm trái chiều với nhau. Nhưng mà họ có được cái sự ủng hộ, trong khi anh đó, thứ nhất là anh về vấn đề tài chính của anh rất là hạn hẹp, mà cái chương trình này trên đài thì nó không phải là tốn kém cũng rất là nhiều. Chúng ta thấy cái đơn cử một cái thí dụ thôi, cách đây trước khi mà anh làm cái chương trình radio này thì nó có cái chương trình của một cái người làm trước anh, xin phép tôi không không nhất thiết phải nói tên ra. Và cái chương trình đó nó được thực hiện được khoảng chừng, tôi không nhớ là bao lâu, nhưng mà một cái thời gian cũng không có lâu lắm, khoảng chừng 7-8 tháng hay 1 năm, rồi cũng mệt mỏi và cũng phải bỏ. Đã. Mệt mỏi phải bỏ vì hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nó tốn kém rất nhiều thời gian, trong khi mọi người có thể ở nhà lo coi YouTube, có lo làm chuyện này chuyện kia, hoặc đi coi cine, movie, hoặc là làm những cái chuyện gì đó, thì anh lại phải làm live chương trình từ 10 giờ cho đến 12 giờ mỗi tối chủ nhật. Đó, và cái người trước chứ, họ phải làm như vậy. Thì rồi thứ hai là họ phải bỏ tiền túi của họ ra để họ làm, bởi vì đâu có dễ gì mà kiếm được những cái quảng cáo để mà đủ để mà trang trải lại chi phí cái tiền trả cho đài. Quý vị biết đó, là cái tiền đài nó cũng tốn kém lắm, cứ mỗi một tiếng như vậy là phải trả tới mấy trăm đô la, mà một tháng như vậy nhân cho 4 tuần hoặc 5 tuần đó, nhưng một ngày anh làm mỗi chủ nhật anh làm 2 tiếng là coi như anh cũng tốn gần đến cả 1.000 đồng, mà nhân cho một tháng thì nó cũng lên tới 3-4 ngàn, đúng không? Thành thử ra đây là một số tiền không phải nhỏ, nhất là mình không phải là triệu phú hay là làm gì cả, mình chỉ sống mà đi làm việc cũng như bao nhiêu người khác thôi, mà mỗi tháng lại phải ngoài tiền nhà, tiền ăn uống, tiền chi phí lại còn phải tốn thêm 3.000 mấy 4.000 một tháng, thì nó là một cái điều mà không có thể duy trì lâu dài được. Thành ra tôi hoàn toàn đồng ý với anh, đó là cái thiện chí và cái tấm lòng của anh nó cũng có cái giới hạn. Và nhiều người trước cũng đã đi qua con đường đó và cuối cùng thấy một thời gian cũng phải bỏ thôi. Tôi cũng xin thưa với anh Khải và tất cả quý vị ở trên đài là gần đây đó, cũng có nhiều cái làn sóng 106.5 trong những ngày thường, họ cũng không có được đầy hết, nhiều khi cũng lại thiếu, không có đủ người mướn trả tiền đài, thành ra họ phải để trống. Đó, nó là một cái khó khăn chung cho tất cả những người có cái tấm lòng. Anh Khải là cái người có tấm lòng mà cũng không để được. Thì thưa anh cũng như là thưa quý vị, kiếm người quảng cáo để mà họ trả tiền quảng cáo trên đài của mình nó không phải là dễ. Kể cả những cái đài mà họ nói một cách tổng quát về văn nghệ hay là về những cái chuyện tin tức, họ cũng đâu có đủ để mà sở hữu quảng cáo để mà trang trải sở hữu đâu. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy có đài này lên rồi họ là một thời gian họ cầm cự không nổi, họ cũng phải buông, rồi người khác lại bắt đầu vô, nó cứ vậy hoài. Thì nhất là cái việc của anh làm đó là nó có cái tính cách là hướng dẫn cái kiến thức về những sinh hoạt chính trị cũng như sinh hoạt xã hội trong cộng đồng của mình. Thành ra một đôi khi nó đụng chạm thì rất khó kiếm quảng cáo để mà có thể trang trải chi phí cho đài. Hồi chiều tôi có gặp một số người khi tôi đi ăn tiệc ở bên trong cộng đồng đó, thì tôi có nói với họ về những cái khó khăn đó, thì họ nói họ cũng chắc lưỡi, họ nói là phải công nhận là anh Khải có cái tấm lòng và nó cũng rất là khó khăn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai mà họ hỏi chúng ta đó là có bao nhiêu người nghe radio bây giờ nhiều khi làm YouTube có thể là đỡ tốn tiền hơn không?
Đó. Chúng tôi thấy rằng có một thời gian có những ứng cử viên, bây giờ không phải bầu cử thì tôi không cần phải nhắc tên, họ chỉ làm được một thời gian ngắn, xong rồi sau khi mà tranh cử xong họ thắng thì họ thua, bên thắng cũng bỏ mà bên thua cũng bỏ, vì đâu có ai mà có cái lòng mà bỏ tiền của mình và bỏ công của mình ra để mà làm cái chuyện như thế này. Chúng ta thấy ông có một thời gian ông Chí Tọa, ông Charlie, ông Trần Đại Văn lên trên đài thường xuyên để mà quảng cáo trong cái mùa tranh cử thôi, còn sau đó đó là họ bỏ hết. Một trong những người mà có thể nói rằng họ có thường xuyên mỗi tuần nửa tiếng hay là 15 phút gì đó, thì cái người đó là một ông giám sát viên, ông ta lấy tiền của quận để ông ta trả cho cái tiền đài, tiền thuế của dân, chứ ông ta không phải lấy tiền túi của ông ta, thì thành thử ra nó mới có cái phương tiện này được đó. Mà ông ta cũng chỉ lấy hình như là 15 phút hay là nửa tiếng mà một tuần thôi, trong khi anh Khải là dự tới 2 tiếng. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà anh trả hết cũng được, mà anh giữ, anh nhường lại cho người khác mua 1 tiếng đi, anh giữ nửa tiếng thôi, rồi anh kiếm thêm một người, có thể tôi giữ nửa tiếng chung với anh. Nhưng mà hiện giờ tôi cũng đang ở cái thế là tôi phải đợi đến hết tháng 12 đó, à, tôi trả cái giờ mà tôi mua, tôi bỏ tiền, tôi cũng giống như anh vậy đó, tôi bỏ tiền túi, tôi mua cái ngày thứ bảy từ 12 giờ sáng cho đến 1 giờ sáng, và cái ngày thứ năm từ 11 giờ rưỡi cho đến 12 giờ, thì tôi có thể tôi bỏ bớt cái giờ đó đi để mà tôi qua tôi lấy nửa tiếng của anh để đỡ cho anh. Đó, mà tôi cũng nghĩ lại là bây giờ anh cũng nghĩ, anh cũng như quý vị thấy, một tuần như vậy đó là tôi mất đi tên mấy trăm, mà lên nhân 4 tuần là lại mất 1.000 mấy, thì tại cái giờ tôi khuya thành ra nó rẻ hơn đó. Thì mà cả một năm nay tốn cũng mười mấy ngàn một năm, mà tiền nó hoàn toàn ra tiền của cá nhân của mình. Cho rằng là mình đi làm, mình có lương, mình có đủ khả năng để mà mình trang trải cái phí đó, nhưng mà nó cũng không phải là một cái chi phí nhỏ, thành thử ra mình phải xem. Thì cá nhân tôi định là tôi sau tháng 12 này tôi bỏ cái ngày thứ bảy đi đó anh, rồi nếu mà lúc đó anh còn thì anh cũng định giữ, mà anh cần người share với anh nửa tiếng thì tôi share với anh nửa tiếng. Dạ vâng, Ngoài ra đó, ngoài ra thì tôi cũng rất mong là quý khán thính giả để thấy những cái lời góp ý của anh Khải nó cần thiết, thì quý vị liên lạc với anh Khải để mà quý vị đóng góp. Nếu mà có chừng 10 20 người đóng góp mỗi người một ít tài chánh, thì tôi nghĩ rằng anh duy trì cái tiếng nói này để cho nó có những cái tiếng nói trung thực và những cái tiếng nói trái chiều khác nhau, để mà nó giữ cái công bình trong cộng đồng của mình. Tôi không biết là anh có thể, bây giờ dù gì đi nữa thì mình cũng phải làm hết cái tháng 12 này không anh Khải, đã hết cái tháng trong ai mà mình gọi ngang nửa chừng. dạ đó anh, thì bởi vậy hồi nãy là trước lúc mà em gọi cho anh kết nối đó, thì em có thưa với khán giả thì em tính là như vậy, tức là thật sự ra, tức là nếu mà thật sự như anh nói đó, nếu mà đồng hương người ta cũng đồng ý với mình, người ta cảm thấy là cái tiếng nói độc lập đúng không ạ, những cái lời có thể là chỉ trích phê bình nhưng mà nói sự thật, dám nói ra sự thật nó là cần thiết, và cộng đồng sẵn sàng gọi là giúp để duy trì cái tiếng nói của mình. Thì em nghĩ thật sự đó, em có thưa em nói là từ cuối năm 2023 trở đi đúng không ạ, cho đến mùa bầu cử 2024, thì chắc chắn lúc đó là nếu mà mình còn đài đó thì là mình sẽ tự lực cánh sinh được đúng không ạ, mình sẽ là cái nhu cầu để mà tức là lúc đó là cái vì cái bối cảnh tranh cử lúc đó đó, thì mình sẽ không cần cộng đồng phải giúp đỡ hỗ trợ mình về tài chánh nữa đúng không ạ? Có nghĩa là nếu mà mình bắt đầu được từ cuối năm 2023 cho đến qua được 2024, thì em nghĩ là sẽ định giữ luôn được cái giờ và định hình được cái giờ, và cộng đồng mình sẽ có được cái tiếng nói
Em không dám so sánh mình với ông Rush Limbaugh, nhưng mà đại khái là để mọi người có thể hình dung được, đúng không ạ? Thì nó cũng là cái dạng tiếng nói như vậy, để mà ít nhất là cũng có là đủ để trả tiền đài, chứ không phải là lo để mà phải lo lắng là không biết là tháng tới lấy đâu ra để trả tiền đài, đúng không ạ? Nhưng mà cái quái mà em mà cảm thấy có vấn đề đó anh, là từ giờ cho đến là cuối giữa năm 2023 thì em không biết là có cái nhu cầu gì để mình làm để mà đáp ứng được cái phục vụ cho cộng đồng. Và như anh mới nói ra đó, là bản thân anh chị và cái người mà là giữ cái chương trình này trước em đều là triệu phú, multi-millionaire, đúng không ạ? Đa triệu phú mà còn không thể mà tiếp tục duy trì giữ cái giờ được. Huống hồ là em là giống như Ngô Kỷ là vô sản, suốt ngày ăn mì gói không, mà tại sao mày bây giờ mà tiền đâu ra mà em ôm cái giờ này? Thành ra em mới tính là em nói là ít nhất là em phải buông, đúng không ạ? Rồi nếu mà em vẫn tiếp tục em kêu gọi vận động, mà nếu mà đồng hương chấp nhận thì mình gây quỹ, đúng không anh, để đến lúc nào mình có trong tay một cái ngân sách, một cái ngân khoản để mà em có thể trở lại em liên lạc với đài để em nói ok bây giờ tôi có trong tay bao nhiêu đây tiền đủ để ký hợp đồng với quý vị, giống như cái cờ thờ Lê Công Tâm đó anh, nói là có thể quý với quý vị 6 tháng 1 năm, đúng không ạ? Mình biết chắc chắn là mình đã có số tiền đó rồi, để mình bắt đầu phát thanh là mình phát thanh luôn cho tới cái mùa bầu cử 2024. Anh biết ý em nói không ạ? Thì anh nghĩ sao về các kế hoạch đó? Nhưng mà chị sợ là cái giờ của anh là cái giờ rất tốt, nó từ 10 giờ cho đến 12 giờ đó. Thì nếu mà anh giữ, tôi nghĩ anh không cần 2 tiếng đâu, anh chỉ cần 1 tiếng thôi, thì anh giữ từ 10 giờ cho đến 11 giờ đó. Cái giờ đó nó nhiều người nghe, thì còn thức thì chắc sẽ có nhiều người nghe hơn. Và anh tập trung vô, không phải là mình chỉ nói về vấn đề chính trị không, mà mình nói những cái sinh hoạt cộng đồng của mình, hoặc là mình đưa ra những cái thông tin tin có lợi ích cho người dân đó. Thì cho đến khi nào gần đến mùa mùa bầu cử, hoặc là có những chuyện nào khác, thì đó là một trong những cái việc mà tôi nghĩ nó nằm trong cái chừng mực mà mình có thể mình làm được. Thí dụ như anh làm khoảng nửa tiếng, hoặc anh giữ nửa tiếng hoặc 1 tiếng. Nếu mà đài họ cho mình mướn nửa tiếng thì mình cứ giữ nửa tiếng mà liên tục, mình cũng đủ để mình có cái tiếng nói đều đặn. Và luân chuyển ở đây thì nếu mà anh đồng ý thì tôi nghĩ anh cũng nên cho số phone để mà tất cả những ai nghe được những cái thông điệp này mà muốn duy trì cái đài radio cho anh Khải, thì quý vị đóng góp có ít thì cho ít, có nhiều thì cho nhiều. Thì đó là cái điều mà khuyến khích anh Khải để anh cứ tiếp tục anh giữ cái này, hơn là anh cứ cảm thấy rằng anh cứ nói mà không ai giúp thì nó cũng thấy nặng lòng. Dạ vâng, có nghĩa là nếu mà thật sự mình không có đáp ứng được cái thị hiếu, cái nhu cầu, không có phục vụ được đồng hương thì mình cũng không nên ép mình, ép người, đúng không ạ? Thì tại Đúng sao mình vậy, nhất đúng định vậy. mình phải khăng khăng mình đòi làm? Thì em sẵn sàng em walk away thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi đồng ý với anh Khải, tức là mình không có đòi hỏi là mọi người vậy, nhưng mà nếu mà mọi người thấy giúp được và giúp trong cái khả năng của mình, ví dụ có người đóng góp được một cái số tiền thật là nhỏ, 5 đồng, 10 đồng một tuần, ví dụ 5 đồng đi cho cái ngày chủ nhật, mà có 10 người đóng góp là anh cũng có được 50 đó. Và mỗi người 5 đồng một tuần thì nó cũng chỉ bằng một nửa tô phở thôi, chưa đến 1/3, tại bây giờ một tô phở nhiều khi cũng đã đến 13 đồng rồi đó. Thì cái suy nghĩ của tôi như vậy, thì anh cứ thử một thời gian, thêm vài tuần nữa, đến cuối tháng 12 mà thấy cái chương trình này không có nhiều người cảm thấy rằng nó cần thiết nữa thì mình bỏ. Cũng giống như là ông Chí Tạ, ông Trần Liên Văn, cái nhóm bên đó đó, họ trong cái mùa bầu cử tháng 9, tháng 10 vừa qua đó, thì họ thường lên đài vào những cái giờ buổi chiều trên đài AM để cho cái số tiền nó nhẹ, nó nhẹ hơn. Và khi họ họ xong cái mùa bầu cử là họ bỏ ngay, họ không có duy trì nữa, họ bỏ lên một cái dứt khoát như vậy đó. Thành ra mình thấy rằng là khi nào họ có nhu cầu thì họ cho cá nhân họ thì họ mới làm đó. Còn
anh Khải đó là anh làm không phải là cho cá nhân của anh, mà anh thấy có những cái sự bất công, có những cái sự sai trái, thì anh muốn có cái giờ này để anh đưa những cái thông tin đó cho mọi người biết, chứ không phải là cái lợi ích cho cá nhân anh đó, mà anh vừa tốn công mà anh vừa tốn tài chính nữa đó. Thành thử ra tôi nghĩ rằng nếu mà anh có thấy không ai hưởng ứng mà anh bỏ thì tôi nghĩ nó cũng không ai có thể nói rằng là anh đã thất bại được, tại vì ông Chí Đạo ông cũng bỏ vậy thôi. Dạ. Yeah. Đó, đó là cái suy nghĩ của tôi đó anh Khải. Dạ, tại vì anh cũng có nói qua đúng không ạ, là chính nhiều người cũng biết là thật sự cái thời đại bây giờ cái phương tiện YouTube với mạng xã hội nó cũng rất là thích hợp để mà em làm cái công việc của mình, chứ em không có cái nhu cầu để mà làm chủ chương trình radio. Nhưng mà như anh biết, thật sự nếu mà mình duy trì được cái giờ này đúng không ạ, thì rõ ràng cho đến mùa bầu cử tới thì thật sự nó vẫn là cái tiếng nói của mình nó sẽ hiệu quả hơn, đúng không ạ, nó phục vụ được cử tri hiệu quả hơn trong cái mùa bầu cử tới so với là mình không có tiếng nói, không có radio, đúng không ạ. Đó là lý do tại sao em cũng phân vân, cũng nửa muốn giữ, chứ em không có phải là muốn làm để mà có làm chủ chương trình hay là để có job, có thu nhập gì hết. Nhưng mà bây giờ như vậy được không anh? Tức là sẵn anh có đây thì anh là một doanh nhân, businessman, thì em hỏi luôn. Nếu mà như vậy á, là nếu mà như hỏi cái ý kiến cố vấn của em của anh á, thì anh nghĩ sao nếu mà bây giờ em công bố, em công khai, em nói ok, tại vì cái tình trạng, tình hình của em nó là như vậy, thì em sẵn sàng, tức là em tuyên bố là từ giờ cho đến cái mùa bầu cử sơ bộ tới, đúng không anh, tức là từ giờ cho đến khoảng cuối năm 2023 đi, thì em là cái chương trình này sẽ là cái chương trình business, đúng không ạ, tức là em biết lúc nào đổi cái nón nào, lúc nào làm cái công việc gì, có nghĩa là em sẵn sàng thay đổi, adjust để mà nó thích nghi với cái tình huống. Có nghĩa là không phải là mình phản bội cái lý tưởng của mình, đúng không ạ, mình bỏ cuộc. Nhưng mà bây giờ cái mùa bầu cử nó qua rồi, bây giờ mình không nói chính trị nữa, mình không có nói một cái gì nó quá nghiêm túc, nó quá nghiêm trọng nữa, mà mình sẽ làm, tức là 2 tiếng hay là 1 tiếng của em, hoặc là sau này anh sẵn sàng anh hỗ trợ, anh giúp đỡ, thì nó sẽ là gần như là phục vụ cộng đồng, đúng không ạ? Và nó sẵn sàng, em sẵn sàng là làm business, tức là làm cái chương trình mình cũng phải đi tìm hiểu để coi là đồng hương, khán thính giả muốn nghe cái gì, muốn nghe những cái thông tin gì, muốn anh em mình nói những cái đề tài gì, và mình đáp ứng, sẵn sàng đáp ứng cái thị hiếu của đồng hương, phải không ạ? Trong thời gian 1 năm tới. Thì tôi nghĩ đó, điều đó hay anh Khải, nếu mà mình, nếu anh làm được thì bây giờ đó, ví dụ như là anh giữ 1 tiếng, hay là cho anh khui được cái tạm thời giữ 1 tiếng đi ha. Yeah. Thì tôi nghĩ một trong những cái điều anh có thể anh nghiên cứu là trong 1 tiếng đó đó, thì 5 phút anh dành cho những cái chuyện tin tức thời sự, và phần còn lại là để anh promote những cái vấn đề thương mại. Thí dụ anh làm những chương trình để mà anh giới thiệu về những nhà hàng. Dạ đúng, dạ đó. Và tức là quảng bá dịch vụ, quảng bá thương nghiệp á. Đúng vậy thì một phần nó cũng mang lợi ích đến cho những người nghe, là họ biết là ngày tháng vừa qua có một nhà hàng mới, họ mới khai trương, và đồ ăn của họ nó về vấn đề như thế này. Thì dĩ nhiên là anh nói tốt về cái nhà hàng để mang cái nhà hàng của họ về đến cho mọi người được biết đến, thì họ phải phụ cái trang trải cái chi phí đó. Đó là những cái điều tốt, và đồng hương thính giả nghe được có phải đến để mà thử cái nhà hàng đó, nếu mà họ thấy vừa ý thì họ tiếp tục họ ăn, và nếu mà họ thấy nó không có được vừa ý vừa họ thì ít ra họ cũng có cái cơ hội họ biết đến để họ đến họ thử. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó nó sẽ giúp cho anh giữ được cái băng tần cái giờ đó cho đến cái mùa bầu cử sáng năm. Yeah. Rồi trong cái thời gian mà đến cuối năm 2023 đó, thỉnh thoảng anh có những cái chương trình nói về vấn đề chính trị để cho mọi người theo dõi, mọi người biết được. Mà có thể anh,
Tức là ngay tối nay nè, tức là mà nếu mà mình nói về chính trị thì em sẽ chuyển hướng, tức là mình nói về chính trị Việt Nam, đúng không ạ? Tức là mình đấu tranh thì như vậy thì nó sẽ không có gây dị ứng trong cộng đồng, mà giống như em nói đặt những cái người thân chủ quảng cáo vào cái thế khó xử, đúng không ạ? Tức là nói chung là mình nói những cái chuyện mà nó không có gọi là gì anh, nó không có gọi là controversial trong cộng đồng đó, nó không có gây ra phân hóa tranh cãi trong cộng đồng. Giống như là lần trước anh nhớ Thì là với lại thực mình sự ra cũng có khi đó anh, dạ vì anh nói về những cái tệ hại của một vài vị đơn cử ở trong vùng đó, thì họ khó chịu, họ có liên lạc với lại những cơ sở thương mại nào mà họ có cảm tình, họ quảng cáo trên đài của anh đó, dạ đó đó là lý do tại thì sao họ áp mà lực, dạ những cái cơ sở thương mại đó, thành ra họ ngại, họ không có quảng cáo trên đài của anh nữa, hoặc là họ không có muốn làm cái chuyện đó. Dạ. Đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc anh làm thì nó không có gì là đi ngược lại cái ý thích và những cái lý tưởng của anh Dạ. đó. Nhưng mà mình làm gì cũng vậy, mình muốn có cái phương tiện để mà mình đưa ra những cái thông tin hay là mình lo cái vấn đề lý tưởng của mình, thì mình phải có phương tiện, mà muốn có cái phương tiện nó không có khác gì hơn là mình phải có tài chánh Dạ. để mà mình trả cho tiền đài. Mình đã bỏ công của mình làm không công rồi đó, thì thành thử ra mình phải có cái phương tiện, chứ không ai mà cứ thể cứ bỏ tiền của mình ra mãi Dạ. đó. Thì tôi đề nghị anh như vậy. Nhưng mà nói một cái lời hết sức là chân tình, là cái việc làm của anh Khải mấy tháng qua nó là một cái điều rất là lý tưởng, và anh làm việc này vì anh có cái lòng muốn phục vụ cho cộng đồng, và anh muốn đưa những cái thông tin về việc này việc kia, nhất là những cái việc liên quan đến dòng chính trị cũng như là những cái sinh hoạt trong cộng đồng của mình Yeah. đó. Cũng có những lúc anh không đồng ý thì anh cũng phê bình người này người kia, trong đó có thể có cả tôi, và tôi không có vì vậy mà tôi bực mình, và vì mọi tôi hiểu anh và tôi tôn trọng cái quan điểm của anh đấy anh Thái. Yeah. Tôi rất tôn trọng anh, có thể chúng ta không đồng ý nhưng mà tôi tôn trọng cái quan điểm của anh. Dạ, cảm ơn Có một vài người không không có nghĩ như vậy, họ họ thù anh. vì mình không, vì anh không đồng ý với quan điểm họ vào thì mấy họ phá anh. Dạ, yeah. Tức là quê khó quê đó anh, tức là khi mà mình lôi những cái sai trái của họ ra trước công chúng, mình công khai bạch hóa những cái sai trái của họ đó, thì Dạ. họ đương nhiên họ sẽ ghim trong lòng, họ không có bỏ qua. Dạ. Mà tôi nghĩ rằng cái việc mà có một số những cái người rất là tệ hại trong cộng đồng này mà họ ra họ vẫn thắng, không phải là vì họ lại nghĩ rằng đó mọi người cử tri họ vẫn tin tưởng tôi và tôi đúng, còn mọi anh lên tiếng anh phê bình tôi là anh sai, điều đó không phải như vậy. Ông ta thắng được ra tranh cử, ông ta thắng được là vì cái việc làm của anh Khải nó mới đó, những cái điều anh Khải trình bày nó chưa có lan, có cái giờ để nó lan rộng ra cho mọi người hiểu. Chứ còn tôi thì cá nhân tôi nghĩ những cái điều anh nói là cái điều đúng. Thưa anh, có phải là gần đến khi mà gần như là cái cuộc nó đã định rồi, tức là người ta đã gửi phiếu bầu đi hết rồi, thì chính anh cũng mà đã nói ra cái điểm đó, là chính Nam Quang đã xác nhận là khi mà anh ta đến gặp Nguyễn Trắc Toàn ăn nhậu chén chú chén anh, bù khú với Nguyễn Trắc Toàn, thì em có mặt ở đó mà, thì chính Nam Quang cũng xác nhận như vậy, thì làm sao mà em nói láo, làm sao mà Nam Quang chối được, và chính Anh Nguyễn Nam, Hồng Phúc anh sau này Khải cũng xác Đào nhận. là anh Khải Đào nói rất là đúng, và ông Nam Quang về cái việc anh vừa trình bày đó, thì thưa quý khán thính giả, ông Tạ Đức Chí cũng như là ông Nam Quang suốt 2 năm qua, từ tháng 10 năm 2020, khi cái sự việc mà ông Nam Quang đi nhậu nhẹt với lại Nguyễn Trắc Toàn, ăn nhậu đó thưa quý vị, chứ không phải đi ăn 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 bình thường, thì suốt cái thời gian 2 năm qua ông Chí Tạ và ông Nam Quang cứ chối bay bài bào chữa rằng là ông ta là giới YouTuber, tức là truyền thông báo chí, và ông ta đi làm phóng sự,
Mặc dù là sau cái buổi ăn nhậu đó vào tháng 9 năm 2019 thì không hề thấy một cái phóng sự nào, không có thấy một cái chương trình YouTube nào của ông Nam Quang hay là một bài viết nào của ông Nam Quang nói về cái sự việc đó. Và ông cứ liên tục ông ta chối bay mãi suốt 2 năm qua. Đến gần đây khi mà anh Khải và ông Nguyễn Hồng Phúc đặt cái vấn đề đó trên radio của anh, trên chương trình YouTube của Phố Buôn Sa cũng như là của tiếng Anh, thì ông Nam Quang ông bị ép quá, ông mới phải thú nhận rằng lúc đó tôi không phải đi làm phóng sự mà tôi do ông Nguyễn Hồng Phúc rủ tôi đến nhà một người bạn nhậu, và tôi đến đó tôi thấy ông Nguyễn Trác Toàn đó. Thành ra điều đó cho chúng ta thấy ông Nam Quang đã ngụy biện và đã nói láo để bào chữa cho mình. Và nó lại lòi ra cái thứ hai là ông đến ông thấy ông Nguyễn Trác Toàn, ông biết được ông Nguyễn Trác Toàn là tổng lãnh sự, thì tại sao ông không chừng 5-10 phút cho lịch sự rồi ông bỏ ông đi về? Đúng như là anh Khải, anh đã bỏ về như anh kể cho tôi, anh về rất sớm. Thì điều đó ông Nam Quang nó đối đầu loài đuôi và không có những cái lời nói, những cái chương trình của anh cũng như là mà chương trình của anh đặt vấn đề với ông Nguyễn Hoàng Phúc. Thì ông Phúc trên phố Bông Sa mới, mới nói, và lúc đó ông Nam Quang ông mới phải thú nhận để mà ông bào chữa. Thì thành ra cái việc làm của anh rất là cần thiết và nó rất là đáng ngưỡng mộ. Ai cũng phải hiểu rằng không thấy nguyên cái chương trình anh không có quảng cáo hay là có rất ít, tức là anh không có dựa vào cái số tiền người ngoài để mà để giúp cho anh trả tiền đài, nhưng mà anh cũng chỉ làm được tới một thời gian nào thôi, anh đâu có thể làm hoài được. Nhưng mà thì Nhưng anh tôi rất là cảm mến cái tấm lòng của anh là người có lòng, anh Khải. cảm ơn nghị viên Pháp Bùi. Thưa anh, sẵn nghị viên Pháp Bùi mới nói thì cho phép Khải nói leo thêm, kính thưa quý vị, là cái điểm mà Khải đã thưa với quý vị đó, Khải không có phải là thất vọng, Khải không có cảm thấy là gì anh, tức là bị thất bại để bây giờ mình cảm thấy là mình giống như là bị thất chí hay là cái gì đâu. Mặc dù nếu mà nhìn ở một cái góc độ nói là nguyên một cái liên danh của họ là hoàn toàn là đắc cử hết, đúng không ạ? Thì thưa anh, cái đó cũng không có gì là mà để cho chúng ta ngạc nhiên. Khả nghĩ là giữa anh Phát Bùi và Khải có phải ra ngoài, mặc dù là chúng ta cố hết sức để chúng ta vận động chống đối phanh phui sự thật để cho mọi người thấy cái bộ mặt thật của băng đảng, của cái thế lực này, của cái bộ cái guồng máy thu phiếu của họ, nhưng mà chắc chắn nghị viên Phát Bùi cũng biết được cái thế lực của họ, đúng không anh? Thành ra đương nhiên nếu mà họ liên danh lại với nhau thì đương nhiên nó sẽ tạo cái sức mạnh, và nhất là cái guồng máy thu phiếu của họ nó có quan hệ chặt chẽ, nó gọi là chồng chéo, nó mọc rễ mấy chục năm nay ở đây rồi. Giống như anh có nói về vấn đề, giả dụ những cái những cái cơ sở mà những cái viện dưỡng lão, đúng không ạ, liên quan đến Medicare, Optima Account, Optima. Thì kính thưa quý vị, nếu mà họ nói là thắng đó, thì Khải không phủ nhận. Nhưng mà nếu mà họ dương dương tự đắc đó, thì cho phép Khải thưa với quý vị là giống như Bác Cường nói, là cái này nó giống như một hình thức anh Pháp Bùi là tiểu nhân đắc chí thôi. Tức là đối với Khải đồng ý với Bác Nguyễn Mạnh Cường, mà Khải dùng cái từ là sấm Mạnh Cường đó, Khải đồng ý là cho đến bây giờ đối với Khải là Khải vẫn thấy họ đang giãy chết. Họ giãy chết. Nếu mà quý vị hỏi Khải nó tại sao Khải dám nói họ giãy chết trong khi họ đắc cử là từ trên xuống dưới cái liên danh 7-8 người là đắc cử hết mà Khải dám nói họ giãy chết. Thì kính thưa quý vị, trước khi mà Gaddafi bị xử bắn, trước khi ông Ceausescu bị xử bắn, trước khi Saddam Hussein bị lật đổ, thì chúng ta có thấy họ là giãy chết không? Kể cả ông Putin, đúng không ạ? Nếu mà nhìn từ góc độ của Khải, Khải không dám tự hào, Khải cảm ơn nghị viên Pháp Bùi, nhưng mà Khải nghĩ dù sao cái công việc của Khải nó cũng có một cái góp phần soi rọi những cái góc khuất để mà Khải nghĩ bây giờ một số đồng hương đã thấy được cái bộ mặt thật của họ rồi. Bây giờ Khải nghĩ rất nhiều đồng hương đã không còn tin tưởng họ nữa. Giống như Khải thấy đó, nghị viên Pháp Bùi, bây giờ quý vị nhìn lại cái khu vực mà Nam Quan mà đắc cử đó, là Nam Quan được có
2.000 mấy phiếu thôi, hơn được cái người bên cạnh là 600 phiếu đi. Mà trong khi đó giống như Nghị viên Quốc Bùi đã từng nói, nếu mà không có sự chia phiếu, không có hai người cùng là và gọi là cái phe lấy phiếu của cái phe mà của những người như Nghị viên Pháp Bùi và Khải kêu gọi để mà lật đổ cái đám này, đúng không ạ? Cứ tạm gọi là phe anti Trần Thái Văn đi, thì lại có hai ứng cử viên ra chia phiếu với nhau. Nhưng mà kính thưa quý vị, có một điểm khác lại mới thấy được nữa là thưa Nghị viên Quốc Bùi, trong cái khu vực đó đó là đã có mấy một ngàn mấy mấy ngàn phiếu không thèm bỏ phiếu cho ai hết, kể cả cái khu vực 1 khi mà Amy Farnsworth hơn được ông John Chantal có 21 phiếu thôi, thì cũng có một ngàn mấy trăm phiếu cư cư dân cử tri trong cái khu vực đó đó Nghị viên Pháp Bùi bỏ phiếu mà bỏ trống luôn, không thèm bầu cử ứng cử viên nghị viên hội đồng thành phố khu vực 1. Có nghĩa là thắng được có 21 phiếu mà có mấy ngàn người người ta không thèm bỏ phiếu, có nghĩa là họ hoàn toàn không có được lòng dân, thưa anh, kính thưa quý vị. Vâng, anh Khải nói rất chính xác. Bây giờ chúng ta nhìn cái sự việc ra tranh cử đó, nó có ba cái yếu tố. Thứ nhất là phải có cái tài, cái khả năng. Nhưng mà cái tài khả năng đó nó chưa có đủ, nó còn phải có cái thời và cái thế. Thế đây là cái thế, giống như là thế đánh trận đó. Đó, thì mới được ông Chí Tạ năm nay ông có được cái thời và cái thế là tại sao? Là bởi vì năm nay Đảng Cộng Hòa họ đi bỏ phiếu rất đông trong cái địa hạt 70. Đảng Dân Chủ họ thờ ơ, và bởi vì có nhiều cái vấn đề liên quan đến ông Biden, thành ra họ thấy nó nản. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là năm trước cô Hà ra tranh cử, lúc đó có ông Tyler Diệp và bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Thì cái năm đó Đảng Dân Chủ cho bà Thu Hà lên đến gần 2 triệu đô la, nhưng mà bà lại thua. Năm nay tôi coi cái báo cáo tài chính thì thấy bà Thu Hà có rất ít tiền, tức là Đảng Dân Chủ họ không ủng hộ bà Thu Hà nữa, vì bà đã ủng hộ bà ta tới gần 2 triệu đô la một lần rồi, năm 2020.